nhưng mà nó là một cái gì đó thể hiện cho cái việc những người lãnh đạo ở trên của mình, họ luôn quan tâm, họ luôn để ý tới từng cái tình huống nhỏ nhất, họ luôn để ý tới những cái ngày lễ, những cái dịp Tết, những cái thứ quan trọng nhất. Mà đặc biệt Tôm là người nước ngoài nữa, mà Tôm quan tâm và Tôm chia sẻ cái niềm vui đó với anh em mình như vậy, đó là một điều rất là đáng quý. Và Lâm mong là đây là những cái phần quà rất là nhỏ nhưng nó sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn được về cái tình cảm ở trên lãnh đạo. Và phụ nữ luôn là một phần không thể thiếu của thế giới, và thành công của MediaStep, thành công của tất cả chúng ta không thể nào thiếu đi sự đóng góp của các bạn nữ, và đặc biệt là phái đẹp của chúng ta. Thì Lâm mong muốn là mình sẽ cho một tràng pháo tay thật là lớn để tôn vinh các bạn nữ trong ngày hôm nay đó. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tôm ơi!